Như có thông báo thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về những cái sản phẩm mới trong catalog tháng 6, để tuần sau là mình bắt đầu qua một kỳ catalog mới, cho nên là các anh chị tướng viên mình sẽ được cập nhật rất là nhiều kiến thức về những cái sản phẩm mới để mà mình có thể là tự tin hơn để mà giới thiệu sản phẩm đến cho khách hàng. Cho nên là hôm nay mình hãy tác đội nhóm của mình vào học các anh chị nha. Chào Lê Hằng. Rồi bây giờ thì anh chị nào mình nghe rõ về âm thanh nè, về hình ảnh có bị đứng hay là bị gì hay không thì các anh chị để lại comment cho tôi biết nha. Với lại khi mà mình online á, các anh chị mình training online thì mình tương tác với nhau nhiều xíu, để mà giống như là có cái sự tương tác trao đổi qua lại, chứ để mình tiếng nói không thì nó sẽ rất là buồn và nó nhàm chán đúng không ạ? Cho nên là mình có câu hỏi hay là mình có ý kiến hay gì đó thì mình comment ha. Rồi các anh chị mình kêu gọi đội nhóm của mình vào ha, để học về sản phẩm mới các anh chị ha. Và sản phẩm mới trong tháng 6 rất là hấp dẫn và rất là nhiều sản phẩm mới luôn, mà thật sự chút xíu nữa sau khi các anh chị tìm hiểu xong các anh chị thấy rất là thích nên là tôi đang rất là hào hứng để mà chia sẻ về những sản phẩm này cho các anh chị, để mình có nguồn cảm hứng thật là lớn ha, và mình sẽ truyền tải nó đến với những người quen, những khách hàng của mình. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ một chút xíu về chủ đề của catalog lần này ha, để cho các anh chị mình nắm rõ hơn. Thì mình thấy là chủ đề của catalog lần này đó là Eclat, Amo và Tuzu. Mình thấy ở trên hình cái sản phẩm của mình đúng không ạ? Đây, cuốn catalog của mình ha. Amo và Tuzu là tên của bộ đôi nước hoa, và bộ đôi nước hoa chủ lực của tháng 6 này luôn. Và Amo trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu, và Tuzu có nghĩa là mãi mãi các anh chị. Thì một tình yêu mãi mãi giống như một tình yêu vĩnh hằng, là các cặp đôi yêu nhau thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái tình yêu đẹp và bền lâu. Và thường á, mọi người thấy là xu hướng của những cặp đôi yêu nhau, người ta hay sử dụng đồ chung để giống như là thể hiện cái sự gắn kết mạnh mẽ trong tình yêu ha. Ví dụ như người ta quần quần áo chung nè, rồi giày dép vân vân, những cái phụ kiện, ốp điện thoại cũng vậy. Và đương nhiên nước hoa thì là đại diện cho tính cách của mỗi người, và nước hoa cũng sẽ là một trong những vật dụng không thể thiếu. Và khi mà các anh chị nghĩ đi, những cặp đôi yêu nhau mà sử dụng chung bồn nước hoa thì nó sẽ mang một ý nghĩa rất là đặc biệt ha. Và bộ đôi nước hoa này được thiết kế để dành cho giống như đại diện cho một cái tình yêu vĩnh hằng vĩnh cửu, thì là một cái tình yêu mà mọi cặp đôi đều hướng đến. Đó cũng chính là chủ đề của catalog lần này. Rồi bây giờ đội nhóm của mình đã vào đông đủ chưa ạ? Mình chút xíu thôi mình sẽ bắt đầu vào những cái tìm hiểu những cái sản phẩm thật là hấp dẫn. Và sản phẩm cho tháng 8 này thật sự rất là tuyệt vời luôn các anh chị, sản phẩm nào tôi cũng thích hết, và khó để mà chọn ra một cái sản phẩm gọi là giống như là yêu thích nhất luôn á, tại vì sản phẩm nào cũng rất là thu hút mình. Rồi tình yêu mãi mãi, đúng rồi, trong tiếng Pháp như vậy, nhưng mà mình dịch thoát nghĩa đi có nghĩa là tình yêu vĩnh hằng ha, là một cái tình yêu mà tất cả các cặp đôi đều hướng đến hết. Rồi bây giờ mình sẽ vào tìm hiểu về cái sản phẩm nước hoa của mình các anh chị nha. Ở đây các anh chị thấy thiết kế của sản phẩm ha, Eclat Amour, Eau de Toilette và Tuzu là cái mùi sản phẩm nước hoa Eau de Toilette. Thì hồi trước tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi, parfum Eau de Toilette, và cái sản phẩm này thì thiết kế của cái sản phẩm nước hoa nữ là nó có màu hồng nhạt, những cái màu pastel rất là dễ thương ạ. Và sản phẩm nước hoa nam của mình, Eclat Tuzu, thì có màu xanh ha. Và Amour của mình là thuộc nhóm hương hoa cỏ, và trong đó thì sẽ là kết hợp của ba cái nốt hương chính là hoa violet trắng nè, hoa nhiên viễn trắng và gỗ hoàng đàn, thì nó sẽ cho một cái hương thơm rất là lãng mạn tinh tế. Cho nên là nó sẽ đại diện cho một cái giống như là một cái mùi hương mà cái hương thơm tình yêu nó cứ vương vấn ha, là một cái mùi hương tình yêu mà mọi cô gái hằng mơ ước. Và đối với cái sản phẩm Eclat Tuzu của mình á, thì là một cái cho ra cho một cái mùi hương nam tính và đầy phóng khoáng từ sự kết hợp của bạc hà nè, hoa diên vĩ và da conidê. Thì hương thơm này nó sẽ phát họa hình tượng một chàng trai hết lòng vì tình yêu, tạo nên một cái tình yêu thăng hoa vĩnh cửu, là một chàng trai mà các cô gái hằng mong ước các anh chị ha. Thì thông điệp mang đến của bộ đôi nước hoa rất là ý nghĩa đúng không ạ? Và cái sản phẩm nước hoa nam thì thuộc nhóm hương thơm ngát,
Thì mọi người biết người ta thường phân biệt những cái nhóm hương á, để mà mình có thể lựa chọn được những cái mùi hương theo cái sở thích của mình ha. Ví dụ như hương hoa cỏ thì thông thường những cái nước hoa nữ nó thuộc nhóm hương hoa cỏ, tại vì hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, giống như là cảm giác rất là tươi mới ha. Và những cái nhóm hương thơm ngát á, thì hương hoa cỏ nó sẽ bao gồm những cái loại hoa, còn ví dụ như hoa hồng, hoa diên vĩ vân vân. Còn nhóm hương thơm ngát á, thì nó sẽ với những cái mùi hương như là cây xô thơm, bạc hà, mùi hương nó nồng nàn hơn một chút xíu. Và thường thì hương hoa cỏ và hương thơm ngát nó sẽ thích hợp sử dụng trong những ngày hè, và những cái nhóm hương nó cũng sẽ thích hợp để sử dụng trong các mùa khác nhau ha. Ví dụ như các anh chị thấy là những cái hương gỗ, nhóm hương gỗ nè, thì nó sẽ thích hợp sử dụng cho mùa đông bởi vì nó mang lại cái cảm giác nồng ấm. Còn những cái nhóm hương như hương hoa cỏ, hương thơm ngát, rồi hương siêu trích là những cái nhóm hương cam chanh đó, nó sẽ thích hợp sử dụng trong mùa hè hơn bởi vì mình cần một cái sự tươi mát và nhẹ nhàng. Thì hai cái sản phẩm nước hoa này của mình với những cái thông điệp vô cùng ý nghĩa đúng không ạ? Và đây thì Tú sẽ chia sẻ cho các anh chị cho mình xem thử ha. Đây, sản phẩm nước hoa Eclat Tuzu của mình, các anh chị thấy vỏ hộp màu nhạt rất là dễ thương ha, concept rất thích hợp mùa hè. Rồi còn đây là Eclat Amu của mình. Rồi, và hai cái sản phẩm này đây, mở ra cho các anh chị xem ha, mùi hương rất là dễ thương luôn ạ. Rồi, thiết kế sản phẩm nhìn rất là thanh thoát ha, trẻ trung. Cảm giác mùa hè đang ở đâu đây? Mùi hương rất là dễ chịu, rất là nhẹ, và nó như tôi nói rồi, rất là thích hợp sử dụng trong mùa hè này ha. Đây rất là dễ thương nha anh chị ha. Và hương nữ á, mùi hương của Tuzu thì nó kiểu tươi mát. Còn để tôi xem cái mùi hương của Amour thì nó rất ngọt ngào đó các anh chị. Các cô gái thì người ta thích kiểu nha. Nó rất là nhẹ nhưng mà nó hơi ngọt ngọt kiểu như vậy ha, rất là dễ thương. Và mùi hương hai cái sản phẩm này thì cái mùi hương nó khá là nhẹ nhàng, nó không có nồng, bởi vì những cái nhóm hương, những cái sản phẩm nước hoa mà sử dụng trong mùa hè thì người ta thích sử dụng nhẹ nhẹ thôi. Và sản phẩm của mình để tôi xem nha, có dung tích là bao nhiêu ạ? Đối với Amour thì có dung tích là 50ml các anh chị ha, và Tuzu thì là 75ml. Và có xuất xứ ở Ba Lan. Một cái điều mùi hương rất là dễ thương. Và cái sản phẩm này á, là Eau de Toilette. Thì thông thường các anh chị hay hỏi Tú là mùi hương nước hoa thì khoảng lưu giữ được bao lâu, thì mình tùy vào cái dòng sản phẩm đó. Ví dụ như perfume thì nó là cái tinh dầu nước hoa nhiều hơn, cho nên là nó sẽ lưu giữ được khoảng 12 tiếng. Còn đối với Eau de Parfum thì nó khoảng chừng 9-10 tiếng ha, 8 tiếng. Còn cái 8 đến 9 tiếng. Còn cái Eau de Toilette thì nó khoảng chừng 6 tiếng các anh chị ha. Nó nhẹ nhẹ, kiểu nó rất là dễ thương. Mùi hương của Amour thì ngọt nè, hơi hơi nhẹ nhẹ ngọt ngọt. Còn mùi hương của Tuzu thì kiểu tươi mát nhẹ nhàng. Rồi, và sản phẩm của chúng ta thì sẽ được chế tác bởi hai nhà nước hoa nổi tiếng là Pierre Nechin và Alexander. Thì Pierre là tài năng của ông là được ghi nhận bởi những cái giải thưởng quốc tế là nhà thiết kế nước hoa xuất sắc đến từ hiệp hội nước hoa Pháp. Đương nhiên là rất là tài năng để cho ra đời những cái mùi hương thật là đặc biệt các anh chị ha. Và Alexander thì tốt nghiệp về học viện nước hoa và mùi hương, cho nên là cái nguồn nguyên liệu thuần khiết chính là một cảm hứng sáng tạo của ông. Hai sản phẩm này với cái thông điệp rất là ý nghĩa ha. Mà mình sử dụng nước hoa, các cặp đôi nha mà sử dụng nước hoa cùng một đôi nữa thì quá tuyệt vời luôn rồi đúng không ạ? Rồi, tôi vừa chia sẻ xong về hai cái sản phẩm này, và đây chắc chắn là một bộ đôi nước hoa mà mình cần phải có trong mùa hè này. Nhưng mà chưa hết đâu nha, sau khi các anh chị biết được cái giá của sản phẩm thì chắc chắn luôn là các anh chị sẽ đưa nó vào trong cái list hàng cần phải có của mình. Bởi vì sao ạ? Mức giá rất là hấp dẫn. Các anh chị có biết là một cái sản phẩm như thế này, tuyệt vời như thế này, với thông điệp vô cùng ý nghĩa mà chỉ có 769.000 đồng thôi, nhưng mà mình ưu đãi còn có 399.000 đồng một sản phẩm. Có nghĩa là khi các anh chị mua hai sản phẩm chỉ có 769.000 đồng, quá là hấp dẫn luôn đúng không ạ? Mà mình lại được sử dụng một cái bộ đôi nước hoa cùng với nhau, cho nên là các anh chị nào mà đang yêu nhau hoặc là cặp vợ chồng đó, là đây là bộ đôi nước hoa không thể thiếu nha các anh chị nha. Rồi, mình có thắc mắc gì về sản phẩm của mình không ạ? Bộ đôi nước hoa rất là dễ thương ha.
Rồi, đây là một cái sản phẩm cần phải có ha các anh chị ha. Và trong mùa hè thì người ta hay nói là mùa hè là giống như là mùa của những loại nước hoa. Lý do là tại vì trong mùa hè thì mình thường phải tiết mồ hôi nhiều, cho nên nước hoa là sản phẩm rất là cần thiết, mà nhiều khi là mình đi chơi này nọ nữa ha. Nói chung á là cái gì có thể thiếu nước hoa là không thể thiếu, tại vì ngoài đẹp thì mình còn phải thơm nữa đúng không ạ? Rồi, và bên cạnh hai sản phẩm nước hoa chủ lực Amour và Toujours thì Oriflame cũng sẽ mang đến hai sản phẩm nước hoa nữa, đó là Be The Wine Legion Eau de Toilette và Eternal Man Eau de Toilette. Thì đây là sản phẩm nước hoa với Be The Wine Legion là với hương thơm phóng khoáng từ nốt hương của oải hương nè, tiêu đen, long diên hương sẽ tạo nên một hình ảnh một chàng trai giống như tự tin bước đi trên con đường của mình, rất là bản lĩnh và đầy khí chất ha. Rồi, đây đâu rồi, đây là Be The Wild Legend của mình, sản phẩm từ thiết kế cho đến cái sản phẩm của mình, cái mùi hương rất là đặc trưng đặc biệt, và đây là một cái mùi hương mà trước giờ mình sẽ chưa từng gặp cái mùi hương. Nói chung là nó kiểu rất là nam tính ha. Từ tiêu đen, long diên hương, oải hương nè các anh chị. Rồi sản phẩm thiết kế cũng thanh lịch nữa, nhìn kiểu rất là mạnh mẽ ha. Và bên cạnh đó thì Eternal Man của mình đó là sẽ một mùi hương đến từ gỗ keo, hạt ngò, và hạt ngò thơm và hạt dẻ, thì đại diện cho một cái hình tượng ông bố hiện đại đầy tình cảm, một ông bố thời đại mới ha. Nói chung là cái thông điệp của những loại nước hoa rất là ý nghĩa, và cái thiết kế sản phẩm rất là mạnh mẽ ha, nhìn kiểu đơn giản nhưng mà nó rất là sang trọng ạ. Rồi, và hai sản phẩm này của mình đó là đến từ hai nhà chế tác nước hoa nổi tiếng đây, đó là Elise Benat. Cô này á đã thiết kế rất là nhiều cái sản phẩm kết hợp với Oriflame và cho ra đời rất là nhiều cái sản phẩm nổi tiếng, ví dụ như là Happy Dessert nè. Mình thấy là cô cũng kết hợp với những cái hãng nổi tiếng khác nữa. Rồi, đây hai cái sản phẩm của mình thiết kế rất là nam tính và thanh lịch các anh chị ha. Nói chung là mùi hương rất là thích luôn. Để cả tôi xem nha, Eternal Man. Hai cái mùi hương này là mùi hương khá đặc trưng, không biết diễn tả với các anh chị như thế nào, nhưng mà nó rất là cuốn hút. Rồi, sản phẩm này cũng vậy, đây là mùi các anh chị nhất định phải thử ha, rất là lạ, và trước giờ thì Tú rất là ít thấy ở những cái sản phẩm nước hoa Oriflame của mình. Rồi, và sản phẩm của mình á, thì có dung tích là Eternal Man là 100ml và Be The Wild Legend là 75ml ha. Và cũng có xuất xứ ở đâu đây, xuất xứ Be The Wild Legend là ở Sweden luôn, ở Thụy Điển các anh chị ha. Còn cái Eternal Man là xuất xứ ở Ba Lan. Rồi, và đây là hai cái sản phẩm mà chắc chắn là mình phải có ở trong mùa hè này. Và các anh chị ơi, sản phẩm Oriflame mang đến với một cái mức giá vô cùng hấp dẫn luôn các anh chị không thể tưởng tượng được đâu. Hai sản phẩm này của mình á, Be The Wild Legend thì sẽ được ưu đãi chỉ còn 399.000 đồng thôi, và Eternal Man là chỉ còn 299.000 đồng trong cái sản phẩm nước hoa 100ml. Như vậy quá là hấp dẫn luôn, tôi cảm thấy là không thể nào mà rẻ hơn được nữa. Mà cái mùi hương thì kiểu rất là hiện đại luôn á, đại diện cho hình ảnh một ông bố trẻ ha, cho nên là hai cái sản phẩm này là mình cần phải có. Và nếu mà mình nhân dịp mà ra mắt ưu đãi như thế này thì mình mua làm quà tặng cho người thân, thực sự thì không ai nghĩ là một cái sản phẩm nước hoa như vậy chỉ có giá 299.000 đồng cả, mà đến từ một cái thương hiệu uy tín nữa. Cho nên là mình hãy nhân cơ hội này để sở hữu các anh chị ha, và nhiều khi là người nhận người ta cũng sẽ rất là bất ngờ. Rồi, tôi vừa chia sẻ xong về hai sản phẩm nước hoa của mình, thì không biết là các anh chị mình có câu hỏi nào không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với những cái sản phẩm tiếp theo. Và sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là được trông đợi, bởi vì đây là thuộc dòng Ilio, một cái dầu dưỡng tóc ban đêm ha. Với cái công thức dầu dưỡng mà kết cấu rất là mỏng nhẹ, không có gây vết dính tóc, và hương thơm rất là sang trọng ha, cho mình một cái mái tóc sung mượt đầy sức sống. Mình cũng biết là các chị em phụ nữ thường có gặp phải một cái vấn đề, đó là tiếp xúc với những cái máy tạo kiểu tóc nhiều, cho nên tóc mình nó khô sơ, rồi mình thường xuyên uống dưỡng ha. Và khi mà mình chải tóc á, thì thông thường nó sẽ bị đẩy rụng rất là nhiều, và một cái sản phẩm dầu dưỡng nó giúp làm mượt, làm cái tóc mình bồng bềnh là cái sản phẩm ai cũng cần hết. Chính vì thế mà
Olifan cho ra đời sản phẩm này, và mọi người cũng biết công dụng của những cái sản phẩm đến từ dòng Ilio này đúng không ạ? Rất là tuyệt vời ạ. Và sản phẩm này của mình đó là có thành phần từ hoa, dầu hoa sơn trà nè, dầu argan và dầu ngưu bàn, dầu hoa hồng với là vitamin S ha, thì nó sẽ giúp tạo một cái lớp màng ở phía bên ngoài mái tóc, làm cho mái tóc của mình mượt mà hơn, và nó ngăn ngừa những cái tác nhân tấn công từ những cái môi trường như là tia tử ngoại vân vân. Và một cái điều đặc biệt là nó sẽ làm cho cái tóc của mình suôn mượt và vào nếp ha, nó không có bị sơ. Nó bình thường mình gội đầu xong mình hay thấy tóc mình nó sơ nó chỉ tùm lum như nè, thì cái này mình thoa lên ha và nó sẽ làm cho mượt. Và có một điều là nếu như mà những cái sản phẩm mà thường mà nó dầu dưỡng quá thì nó hay gây bết dính, nhưng mà cái này dù là nó nuôi dưỡng cái tóc của mình rất là tốt nhưng mà nó không có gây bết dính trên tóc luôn. Và đặc biệt là những cái chị mà mình tóc nhờn á, thường da nhờn hỗn hợp thì dẫn đến cái tóc cũng sẽ nhờn luôn. Nhưng mà cái sản phẩm này của mình đó là nó có cái thành phần dầu ngưu bàn thì nó sẽ điều tiết cái lượng nhờn tự nhiên trên tóc, nó sẽ không có làm cho bị bết dính, bị nhẹp. Mình thấy là dầu ngưu bàn là nó có trong những cái sản phẩm nước hoa của mình, xin lỗi, không phải là nước hoa mà sản phẩm dầu gội á. Các anh chị còn nhớ trong dòng Love Nature không, mà dành cho tóc nhờn đó, thì trong cái sản phẩm này của mình cũng có dầu ngưu bàn luôn. Và nó sẽ điều tiết cái lượng dầu nhờn ở trên tóc mình ha. Mình thấy có rất là nhiều thành phần nuôi dưỡng cái mái tóc. Vậy thì mình sẽ sử dụng như thế nào đây? Khi mà sử dụng cái sản phẩm này á, đây sản phẩm ạ, mình sẽ thoa trước khi đi ngủ ha. Mình sẽ cho một cái lượng 2-3 bơm, mình xoa ra tay như thế này nè, 2-3 bơm tùy vào cái độ dày của mái tóc. Ai mà tóc ngắn thì 2 thôi, còn tóc dài thì 3 bơm. Sau đó là mình sẽ xoa trên tay như thế này các anh chị ha. Và mình xoa vào cái tóc của mình á, mình xoa từ dưới chân ha, mình bóp lên, mình không có xịt vào trên da đầu nha. Rồi mình xoa ra thì nó sẽ rất là dễ bị phát sinh gầu đúng không? Đây mình bóp lên như thế này nè, rồi mình sẽ xoa đều vào trong cái tóc của mình, mình lọn ở phía trong ha. Đó, mình xoa vào cái tóc của mình thì cái tóc của mình nó sẽ rất là mềm và rất là nhẹ luôn. Rồi mình dùng cái lược mình chải cho nó thấm đều vào trong cái tóc của mình ha. Rồi sau đó là mình sẽ để như vậy luôn, và mình ngủ tới sáng mình không có xả nước lại, rồi sau đó thì nó sẽ thấm vào trong tóc mình, nó nuôi dưỡng cái mái tóc mình suốt đêm. Và sáng thì mình sẽ tạo kiểu thôi, tạo kiểu cùng với bộ lược ha. Thì như vậy rất là tiện lợi đúng không ạ? Và cái mùi hương rất là nhẹ nhàng dễ chịu các anh chị ha. Cái sản phẩm thì nó có cái nước màu trong đây. Đây là một cái tinh dầu rất là cần thiết, một cái dầu dưỡng ban đêm ha, rất là cần thiết, và nó sẽ khi mà thức dậy thì cái tóc của mình nó sẽ bồng bềnh và nó sẽ mượt mà ha. Một điều đặc biệt đó là nó sẽ không có gây bết dính vào trong gối khi mà mình ngủ, đó là cái điểm đặc biệt của mái tóc và sẽ thích hợp với tất cả các loại tóc luôn. Tôi sử dụng đây tôi cảm thấy rất thích đó. Mấy bữa nay thì tóc tôi do hay uống dưỡng cho nó bị khô sơ, cho nên là mình cái này là sau khi sáng mà chải tóc sấy tạo kiểu xong thì mình thoa buổi trước và buổi tối, sau khi sấy tạo kiểu xong thì mình sẽ nó có một cái mái tóc rất là đẹp ha. Rồi mình có câu hỏi nào dành cho sản phẩm này không? Sản phẩm này là xuất xứ ở Ba Lan các anh chị ha, và dung tích 50ml, và có cái mức giá rất là hấp dẫn ạ. Đâu rồi, sản phẩm này là cái sản phẩm rất là được trông đợi các anh chị ơi, 499.000 đồng và giảm còn 349.000 đồng thôi. Sản phẩm thực sự rất là cần thiết cho dành cho những người nào mà muốn tạo kiểu tóc đẹp nè, có một cái mái tóc suôn mượt, và tối mình đi ngủ mà chỉ cần xoa lên như vậy thôi là sáng ra nó thẩm thấu hết vào trong cái tóc của mình, và mình sẽ trả dùng bao nhiêu lần một tuần hả chị? Nói chung là em có thể dùng mỗi ngày luôn cũng được, tại vì cái này là dưỡng hàng ngày ha. Mình muốn tóc suôn mềm thì mình dùng thôi, cái này nó không phải như mặt nạ, tối mình cứ đi ngủ mình xoa lên như vậy ha, nếu mà mình dùng mỗi ngày đều được hết. Rồi để tôi xem là những cái câu hỏi nha, tại vì hồi nãy giờ lo chia sẻ sản phẩm với các anh chị mà không có xem được cái câu hỏi ha. Rồi mình có câu hỏi nào mình để lại comment cho tôi nha. Hai chai nước hoa Eclat xuất xứ từ đâu ạ? Hai cái chai nước hoa Amour và Tuzuri thì xuất xứ từ Ba Lan nha Minh Tuyền. Rồi mình có câu hỏi nào về cái sản phẩm này không? Sản phẩm này khi mà chia sẻ ra thì mọi người rất là thích luôn các anh chị ơi, bởi vì là một cái sản phẩm ai cũng cần hết, đúng nhu cầu ha.
Rồi. Cái này mình dùng mỗi ngày đều được nha các anh chị. Chỉ có 349.000 đồng thôi. Và cái mùi hương thì rất là nhẹ nhàng, dễ chịu ha. Và sản phẩm nó không có gây vết dính ha. Nó điều tiết cái lượng dầu thừa, rất là thích hợp. Chứ có nhiều những cái sản phẩm ở bên ngoài các anh chị dùng á, nó hay có cái hiện tượng nhạt tóc, thì nó sẽ làm cho mình rất là khó chịu. Rồi bây giờ nếu mà các anh chị không có câu hỏi gì nữa về sản phẩm Helio này thì tôi sẽ tiếp tục sang sản phẩm tiếp theo. Nhưng mà sản phẩm này là chắc chắn là cái sản phẩm các anh chị sẽ thích. Và đặc biệt là mình có thể là tư vấn nó cho những khách hàng mà thường xuyên làm tóc nè, uống dưỡng tóc nè, cái tóc người ta khô sơ rất là nhiều, thì nó cũng sẽ cải thiện những cái tình trạng khô sơ và gãy rụng tóc nữa ha. Do là nó có đủ cái dưỡng chất. Rồi à, mùa hè thì bên cạnh những cái sản phẩm nước hoa nè, rồi chăm sóc tóc, thì Oriflame cũng sẽ gửi đến những cái sản phẩm chăm sóc da cho các anh chị luôn. Và bộ sản phẩm Essential Papaya là một bộ sản phẩm chăm sóc da với chiết xuất từ đu đủ, thì rất là tươi mát và đậm chất mùa hè nhiệt đới, sẽ làm cho làn da của mình luôn ẩm mịn. Thì các anh chị biết là đu đủ là rất là giàu dưỡng chất, và đặc biệt là cái thành phần papain trong đu đủ nó sẽ giúp làm dịu những cái vết cháy nắng rất là hiệu quả. Nên là mùa hè khi mà mình đi chơi hay mình tắm biển vân vân thì cái làn da của mình nó sẽ ẩm rát rất là khó chịu ha. Và trong đu đủ nó còn có thành phần AHA, thì ngoài cái việc nó làm dịu những cái vết cháy nắng này cho mình thì nó còn có khả năng loại bỏ những cái tế bào chết ở trên da nữa ha, thì da cho da mình sạch mịn hơn. Và vitamin C để nuôi dưỡng làn da khá là tốt. Và sản phẩm này là mình có hai sản phẩm, mà dòng sản phẩm này mình có hai sản phẩm, một là sữa rửa mặt face cleanser và một cái là face cream ha. Thì với cái hương thơm trái cây nhiệt đới, thiết kế của sản phẩm rất là dễ thương nha, rất là phù hợp với mùa hè, và mùi hương rất là dễ chịu và rất là an toàn, dịu nhẹ cho da nữa. Mùi hương rất là nhẹ nha các anh chị. Đây sản phẩm dạng, nói chung là khi mà các anh chị cho ra tay ấy, thì một cái cảm giác mát lạnh ở trên tay luôn á. Đây rồi mình thấy không, mà đây là cái kết cấu của sản phẩm sữa rửa mặt ha các anh chị ha, rất là nhẹ luôn ạ. Rồi và kem dưỡng của mình nữa, kem dưỡng của mình thì nó cung cấp độ ẩm và nó rất là nhẹ và nó sẽ thích hợp với tất cả các loại da luôn. Rồi và tuy là sữa rửa mặt nhưng mà nó không có gây khô da ha, nó rất là giàu độ ẩm ở trên da. Thì đây sản phẩm của mình nè, đó nó có một cái lớp màng như thế này. Rồi khi mà mình mở ra đây, trộn mùi hương rất là dễ thương luôn các anh chị, giống như cái trái đu đủ vậy đó. Rồi cái lớp kem á nó cũng rất là nhẹ và rất là mịn ha, mình dàn trải trên da như thế này. Và sản phẩm của mình á, và nó thẩm thấu rất là nhanh, có dung tính là 75 mg. Để tôi coi xuất xứ ở đâu nha. Xuất xứ từ Ba Lan ha, cả hai sản phẩm đều có xuất xứ từ Ba Lan hết. Mùa hè thì mình đi chơi thì cái làn da hoặc là cái nhiệt độ cao thì cái da của mình nó sẽ cảm thấy rất là bị khô, cho nên là mình cần có một cái sản phẩm mà nuôi dưỡng cái làn da nhiều như thế này. Rồi và sản phẩm của mình cũng có mức giá rất là hấp dẫn luôn ạ. Hai sản phẩm tuyệt vời như thế này mà chỉ có 129.000 đồng thôi. Cái mức giá này là mức giá bên vùng của mình đã đưa ra rất là ưu đãi, cho nên là mình sẽ không ưu đãi trực tiếp cho nó luôn rồi, cho nên là mình sẽ không có khuyến mãi thêm nữa. Nhưng mà các anh chị thấy là cái sản phẩm này 99.000 đồng cho sản phẩm sữa rửa mặt và 129.000 đồng cho sản phẩm kem dưỡng, rất là hấp dẫn luôn đúng không ạ. Đây là một cái bộ đôi mà mình nên chăm sóc cho cái làn da của mình vào mùa hè này. Sản phẩm có tạo kiểu tóc cho tóc uốn xù, cái sản phẩm mà Helio đó là cái sản phẩm dầu dưỡng để giúp nuôi dưỡng và làm cho mái tóc suôn mượt bồng bềnh, chứ cái sản phẩm này nó không phải là sản phẩm tạo kiểu tóc nha chị. Tức là nó làm cho cái tóc của mình mềm với mượt, với lại vào nếp mà nó đẹp bóng mượt hơn. Chứ còn cái sản phẩm tạo kiểu thì mình phải sử dụng cái sản phẩm tạo kiểu của sản phẩm khác, vì sản phẩm này chỉ là cái dầu dưỡng thôi, dầu dưỡng làm mềm, làm mượt, làm tóc mình bồng bềnh thôi. Rồi mình có câu hỏi nào không ạ?
Thùy Trang, sản phẩm phù hợp với độ tuổi từ bao nhiêu, sản phẩm nào Thùy Trang? Rồi, nếu như mà mình có câu hỏi thì mình sẽ để lại comment ha, chút nữa tôi sẽ quay lại một cái sản phẩm khá là hấp dẫn đến từ Oriflame trong mùa hè mà chúng ta không thể bỏ qua các anh chị ha. Rồi bây giờ hồi nãy giờ mình có nước hoa nè, rồi dầu dưỡng chăm sóc tóc nè, rồi dưỡng da nữa. Bây giờ mình sẽ đến với cái sản phẩm rất là hấp dẫn, đó là sản phẩm gì đây, trang điểm hả? Đương nhiên là không thể thiếu trang điểm đúng không? Và cái sản phẩm này thật sự anh chị ơi tôi rất là thích luôn. Đây là chì kẽ mắt hai đầu của On Color, một đầu dạng lì và một đầu dạng nhũ. Đây là chì kẽ mắt hai đầu rồi. Có hai đầu luôn ha, một đầu dạng lì và một đầu dạng nhũ, với cái thiết kế rất là mịn mượt và sẽ làm cho cái đôi mắt mình trở nên thu hút quyến rũ hơn. Và hai hiệu ứng màu sắc luôn nè, các anh chị thấy một cái đầu có nhũ và một cái đầu thì không có, thì nó sẽ thích hợp với nhiều cái phong cách trang điểm khác nhau. Mình có thể sử dụng để mình kẻ mí như thế này ha, kẻ cho mí trên mí dưới, tại vì hai đầu là hai màu khác nhau luôn nha các anh chị. Đây Tú lấy thử cái cây màu xanh cho các anh chị xem ha. Để Tú tô ra ha, đây là cái màu xanh. Rồi đây là một đầu dạng lì và một đầu dạng nhũ nè. Mình có thể nhìn thấy, mình thấy rõ trên camera đúng không ạ? Rồi mình thấy không, nó có màu xanh. Thật ra thì ở ngoài nó là một cái màu giống như màu xanh ngọc vậy các anh chị. Và một cái thì nó là màu xanh lá cây đậm. Nhưng mà do cái camera này thì nó bị lệch màu, nó ra giống như màu xanh dương. Và một đầu nó có nhũ nhẹ ha, mình có thể dùng làm chì, mình kẻ hoặc là mình dàn trải ra giống như là một cái màu mắt vậy các anh chị ơi. Trời ơi, rất là thích luôn đúng không ạ? Mình sử dụng được cả hai cái cách luôn. Bữa đợt trước trên livestream tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị là giống như mình dùng son, mình dàn ra, thì bây giờ cái này ngoài cái việc mình kẻ như chì, mình có thể cho lên mắt xong mình dàn ra, nó giống như là một cái dạng màu mắt, sử dụng rất là thích luôn ạ. Rất là mê ha. Rồi mình có tổng cộng là 4 màu đầu, để Tú sẽ cho các anh chị xem ha. Mình kẻ mí nè, mí trên, mí dưới, các anh chị thấy nhìn ở trong hình không? Những người mẫu của mình là kẻ ha, kẻ mí trên thế này, xong rồi cái màu của người ta dàn ở lên trên, người ta đánh ra thành cái màu mắt, rồi kẻ mí dưới, mí trong, mí ngoài luôn. Giống như đợt trước tôi có hướng dẫn cho các anh chị kẻ mí thì kẻ mắt á. Mình kẻ mí trong luôn ha. Và bây giờ nó sẽ có nhiều màu, rất là thích luôn ạ. Rồi mấy cái sản phẩm trang điểm của mình là thật sự rất là mê các anh chị. Đây 4 màu tổng cộng ha. Đúng rồi, mình vừa có thể dùng như là màu dạng nhũ và như là cái màu dạng lì luôn. Nó có hai đầu ha, một cái đầu nó có ánh nhũ nhẹ nhẹ, giống thì mình có được cái màu mắt ánh nhũ, rồi cái kia thì không có nhũ thì màu mắt dạng lì. Rất là thích luôn ha. Đây là màu xanh, hồi nãy tôi cho thử cho các anh chị xem rồi. Còn đây là màu xanh dương nè. Nó có một cái màu xanh dương đậm và một màu xanh dương nhạt ha. Bây giờ thử hai màu này lên cho các anh chị xem. Nó cái màu này nhũ ghê. Đây hai màu. Đây ạ. Rồi hai màu xanh của mình rất là đẹp luôn đúng không ạ? Bây giờ mình thấy xu hướng các cô hay kẻ mắt xanh như thế này nhìn rất là ấn tượng ha. Rồi mà mình có một cái màu mắt luôn, vừa có chì kẻ mà vừa có màu mắt luôn ạ. Rồi tiếp theo nữa là mình có đây ạ. Màu nâu ha, để tôi bôi cái màu kia đi để cho các anh chị nhìn thấy rõ hơn. Các anh chị có thấy rõ không? Màu nâu nè, màu nâu nhạt, và cái đầu này là màu nâu đậm hơn nha. Trời ơi, màu quá đẹp và cái kết cấu rất là mịn luôn các anh chị. Lên tay rất là thích đó, mình thấy màu nâu không ạ? Màu nâu đậm và màu nâu nhạt ha. Thì mình vừa làm màu mắt, với lại có một cái mẹo là khi mà mình kẻ chì với các anh chị, nếu mà mình kẻ màu đậm ở trên mà mình kẻ cái màu nhạt có như là màu trắng hoặc là màu da ở dưới cái mắt dưới nè, nó sẽ làm cho mình có cảm thấy là mắt to hơn. Đó là một cái xu hướng trang điểm, cái mẹo để làm cái mắt của mình to hơn. Thì bây giờ mình mua cái chì này mình có hai đầu ha, là mình vừa làm chì kẻ mắt, vừa làm màu mắt, rồi có thể là kết hợp để giúp trong mắt to hơn, hoặc là mấy cái màu nhạt nhạt sáng sáng. Các anh chị hay kẻ một cái góc mắt, bây giờ mấy cô phát ngơ rồi người ta hay trang điểm theo cái xu hướng như vậy. Rồi thích không ạ? Thật sự thì những cái sản phẩm trong tháng 6 rất là hấp dẫn và rất là tuyệt vời luôn ạ. Cho nên là cái sản phẩm này mình không thể bỏ qua đâu, rất là
xu hướng luôn các anh chị ha. Và các anh chị ơi, sản phẩm của mình tuyệt vời như vậy luôn mà chỉ có 69.000 đồng thôi, chỉ có 69.000 đồng. Nên là tôi đảm bảo với các anh chị nào mà mình không đặt hàng ha, chắc chắn là không có để mà trải nghiệm đâu. Giống như cái chị CC lúc trước á, Tú nói với các anh chị, trời có rất là nhiều các anh chị tư nhận phối nói với Tú là thôi chị chưa có kịp đặt hàng mà đã hết hàng rồi, mà trong khi chị CC có giá cao hơn này đúng không, trong khi chị nhận 69.000 đồng mà mua một lần là mình phải sở hữu trọn bộ luôn. Đảm bảo với các anh chị vừa ngay cái ngày đầu tiên mở bán là sẽ cháy hàng rồi. Thích quá đúng rồi, khi mình nhớ đặt hàng thật là nhiều lên nha nha. Rồi các anh chị nào mình có câu hỏi hay thắc mắc gì về sản phẩm này không ạ? Kẻ mắt giúp thu hút hơn nè nha, đúng rồi. Ví dụ như mình kẻ thường người ta hay kẻ màu xanh này cho những cái buổi tiệc nè các anh chị. Đây, kẻ lên trên đây nè, đó, cho cái đuôi mắt xanh xanh, xong rồi mình có thể kẻ ở phía trong nữa. Rồi ở đây tôi không có gương cho nên là không có kẻ cho các anh chị thấy được. Cái hồi kẻ mắt lên xong rồi mình sẽ thấy là cái hiệu quả nó rất là khác, không có gương các anh chị ơi, nhìn cái camera nó bị ngược, nó rất là khó vẽ. Bữa nào tôi hướng dẫn trang điểm tháng sau tôi sẽ hướng dẫn trang điểm với những cái chị này cho mình nha. Các anh chị mình có mong chờ cái nội dung live stream hướng dẫn trang điểm không ạ? Các anh chị có muốn được hướng dẫn cái cách trang điểm với cái chị này không ạ? Kem sữa rửa mặt Essential dùng cho độ tuổi bao nhiêu? Cái này dùng cho người trưởng thành là được. Nói chung là khoảng chừng 18 tuổi trở lên là mình dùng được nha chị. Rồi. Rồi, cho nên là các chị nào mà mình yêu thích trang điểm sở hữu ngay một bộ này. Và sắp tới tôi sẽ sắp xếp livestream hướng dẫn cho các anh chị mình mình sử dụng cái những cái chì này như thế nào cho hiệu quả ha. Đợt trước cái màu mặt on color xong hả, giới thiệu livestream hướng dẫn cho các chị cháy hàng luôn, cho nên là mình cũng cái này mình cũng vậy nha. Rồi cảm ơn Tài. Rồi nên là phải sở hữu ngay sản phẩm tuyệt vời ha. Đó là sản phẩm trang điểm đến từ dòng on color. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có son nữa các anh chị. Đã có màu mắt thì phải có son thôi. Và son dưỡng, cái đèn son dưỡng rất đặc biệt. Thông thường mình thấy là son dưỡng không có màu đúng không? Nhưng mà bây giờ cái sở thích của các chị em gái rất là đặc biệt. Tức là thích trang điểm nhưng mà nhìn sao cho nó giống như không có trang điểm, nó giống như kiểu như mặt mộc là như vậy rồi. Và cái sản phẩm này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình ha. Là cái son nó giúp dưỡng cho cái làn môi của mình tránh khô nứt, nhưng mà nó có màu rất là nhẹ nhẹ ha, giống như khi mình thoa lên giống như là cảm giác như mình môi mình hồng tự nhiên vậy đó các anh chị. Với cái mùi hương trái cây rất là nhẹ nhàng ha, và thành phần thì mầm lúa mì, cái vitamin E mình nuôi dưỡng cho cái đôi môi của mình. Còn cái màu này rất là thích các anh chị nha. Bây giờ nhiều khi là Tú hôm nào mà vội á, đi ra ngoài không có trang điểm á, cái xong rồi mình lấy cái son này mình thoa lên á, giống như là cái môi mình nó ửng hồng tự nhiên vậy, rất là dễ thương ha. Đây cũng là xu hướng nè các anh chị. Đây mình có ba màu đó, mình vàng ra các anh chị ha. Khi mà tôi chỉ cho các anh chị cái bí quyết ha, khi mà mình thoa lên xong cái mình lấy cái tay mình vàng nhẹ ra nó, các anh chị thấy không, cái nó có một cái màu hồng ửng ửng đó, rất là tự nhiên luôn. Nên là cái sản phẩm này là cái sản phẩm must have, là cái sản phẩm mình cần phải có, bắt buộc phải có luôn. Đây dành cho bữa nào mà vội đi ra ngoài ha, chưa kịp trang điểm cái mình lấy cái này mình thoa lên, giống như là đây là mặt mộc của em á mấy chị. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây màu son tự nhiên các anh chị ha, và nó có cái độ dưỡng khá là ẩn mịn ở trên môi của mình. Đây mình vàng ra như vậy thì lên môi nó ẩn ẩn giống như là mình không có cái màu hồng tự nhiên của cái môi vậy đó. Và sản phẩm này mình có ba màu các anh chị nha. Một màu hồng nhạt, một màu hồng hơi đậm một chút xíu, nhưng mà thật ra nó cũng không có đậm vì do nó là son. Các anh chị nhớ nó là son dưỡng thôi, cho nên là nó sẽ không có lên màu giống như một cây son bình thường đâu. Nó chỉ ẩn ẩn giống như là mình có thoa son mà nó không có thoa. Cho nên có nhiều chị cứ hỏi tôi là ủa sao cái dòng hồi xưa mình có cái dòng color box đó, sao nó không có lên màu, tại vì nó chỉ là ban thôi, cho nên là nó không có lên màu giống như một cây son bình thường đâu. Đây cái màu hồng hồi nãy là tôi dùng màu hồng số bao nhiêu ta, đây nè các anh chị, màu này màu hồng đậm hơn ha. Rồi cái màu này là màu bao nhiêu ạ? 62. Màu này là màu 62 các anh chị nha.
màu 62. Rồi hồi nãy cái màu đầu tiên mà tôi dùng là màu bao nhiêu đây, 63. À đây, 63 là màu đầu tiên tôi dùng. Coi lại đi ha, nãy giờ mình hơi bị lộn xộn cái chỗ đó, tôi thử lại tôi đưa lên cho các anh chị coi nha. Mình có muốn thử không ạ? Rồi, nói chung là nó lên cái màu rất là nhẹ nhẹ, ửng ửng cái môi mình thôi. Đây là màu 62 nè các anh chị. Tôi không biết ở trên livestream nhiều khi cái màu do cái camera của cái laptop á, cho nên cái màu nó hơi bị lệch chút xíu. Nhưng mà cái này nó là màu hồng. Đó, màu hồng nè. Rồi mình vàng ra như vậy thì cái môi mình nó ửng hồng nhẹ nhẹ tự nhiên ha. Rồi đó là màu 62. Còn đây là màu xin lỗi các anh chị nha, hồi nãy là 63 chứ không phải 62, bây giờ mới tới 62 nè. Rồi sơn ánh này thì nó hơi ánh nó hơi ngã ngã qua cái màu giống như da da chút xíu. Rồi đây, nhưng mà đại loại là đặc trưng thì nó cũng là màu hồng nhẹ nhẹ ha. Rồi và cuối cùng là cái màu 64 là nó hơi là màu màu hồng nhạt hơn. Đây màu hồng. Nói chung là ba màu của mình rất là nhẹ nhàng ha. Rồi các anh chị nào mà mình muốn là thoa xong dưỡng mà nó lên môi ửng ửng hồng hồng nhẹ nhẹ thì mình sẽ thể chọn cái sản phẩm này. Và các anh chị ơi, mình đoán thử xem là cái mức giá của sản phẩm bao nhiêu. Và cái dòng On Color thì mức giá rất là hấp dẫn ha, 169.000, nhưng mà mình sẽ được sở hữu chỉ với 99.000 đồng thôi, nên là quá rẻ luôn các anh chị. Mình mua lần mua 3 cây luôn, đem chi vậy? Bữa nào mà thích son môi hơi ửng ửng màu hồng thì chọn màu hồng, thôi hơi ửng ửng màu cam mình sẽ chuyển qua lấy màu cam ha. Trên like 62 là màu đỏ tươi. Mình nhìn cây son thì nó hơi ra màu đỏ, ở ngoài thì nó không phải đỏ tươi, nó hơi tối tối một chút. Nhưng mà khi mà mình thoa lên thì nó sẽ ra cái màu ửng ửng nhẹ nhẹ thôi. Tại vì mấy cái này nó son bóng cho nên nó không có lên màu đậm được, mình có lo ha. Nói chung là nó sẽ ra hồng hồng nhạt nhạt, hoặc là cam da da nhạt nhạt như vậy. Rồi mình sở hữu ngay bộ này các anh chị nha, chỉ có 99.000 đồng thôi, quá rẻ nên là mua lần 3 cái luôn. Thật ra cái màu ở trên hình đó thì mình sẽ nhìn thấy rõ nhất cái màu đây nè, ở trên slide á, mọi người thấy đúng không? Đó thì người ta có cái hình của cái sản phẩm luôn, và thoa lên thì nó sẽ ra kiểu giống vậy, cho nên là mình xem đây nha để mình có thể thấy được. Nhưng mà thật ra khi mà mình thoa phải thoa nhiều lắm nó mới lên nguyên cái môi màu giống vậy, chứ nó ra ẩn 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 thôi. Hôm nào mà Tú livestream cái sản phẩm này thì mình sẽ thấy rõ hơn ha. Rồi đó là cái sản phẩm son của mình, son On Color và màu mắt rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ đến với một sản phẩm trang điểm nữa của dòng The One, đó là chì kẽ mắt. Cái này nó giống như cái chì của Zanani Gold đợt trước, tức là nó sẽ cho cái mắt màu đen rất là sắc sảo ha. Và mình có thể là kẽ mí trên, mí dưới, mí trong, mí ngoài luôn, tùy vào cái nhu cầu của mình ha. Và cái chì này với kết cấu rất là mềm mịn, cho nên là nó sẽ cho cái đường chì rất là sắc nét và nó rất là dễ dàng thao tác, đặc biệt là những cái người mà mắt yếu á, ví dụ như mình đeo kính thường xuyên á, mắt rất là nhạy cảm, thì mình có thể dùng cái chì này mình kẽ. Hôm bữa mà chị nào nói là cái GC mình chưa có mua kịp thì bây giờ mình có thể mình chặn chân đúng không, thì mình có thể chọn cái đồ hoa này các anh chị ha. Đây là cơ hội, lần này đừng bỏ qua nữa nha, đừng bỏ lỡ ha. Và nó sẽ kết hợp, nếu mà mình muốn á, thì mình có thể kết hợp với cái On Color này nè, mình lấy màu đen mình kẽ ở trên, xong rồi mình lấy cái màu da mình kẽ phía mí mắt dưới, nó sẽ cho cái cảm giác là mắt của mình to hơn. Rồi rồi ở trên hình mình có thể thấy là mình tạo cái kiểu mắt khói ha, với cái chì này rất là dễ dàng. Và sản phẩm The One lần này thì đương nhiên là cái mức giá nó sẽ hấp dẫn hơn, đó là 89.000 đồng với cái giá đã ưu đãi rồi, rất là tuyệt vời đúng không các anh chị. Chì của mình là 1.3 gram ha, nên là chị nào mà yêu thích trang điểm thì đây là một cái sản phẩm mà chắc chắn là mình cần phải bỏ túi ạ. Rồi tôi vừa chia sẻ xong về những sản phẩm trang điểm trong tháng này, thì không biết là chị nào mình có thắc mắc hay là cần có bí quyết gì để được chia sẻ thêm không ạ?
Chưa hết anh chị ơi, và được qua lần này hả, mình còn nhớ là cách đây khoảng chừng hồi năm ngoái mình về cái dòng son đồ quan Color Stylist Ultimate Lipstick, dòng son này cực kỳ thích luôn, bởi vì từ cái chất cho đến cái màu nó đẹp, nói chung là kinh khủng luôn ha. Và bây giờ mình về thêm bốn màu mới nữa, mình có thể là mix và tạo ra những cái màu rất là đặc biệt. Đây bốn màu của mình ha, đây là thiết kế của sản phẩm, thì mình cũng có một cái vỏ như thế này ha, và mình về bốn màu mới nè. Thì tông màu hồng, màu đỏ và những cái màu này nó sẽ hơi giống như là kiểu nổi bật một chút xíu á, để dành cho mình đi tiệc, hay là nói chung là những cái người mà thích trang điểm ấn tượng á. Thì đây nè, nó có một cái màu này là màu 84, đây nó màu hồng hồng, nó giống giống cái màu hồng của cái dòng son GG The Danny Gold mà Master Creation đó, cái màu hồng nhưng mà hồng Fuchsia, màu hồng sen mà nó hơi ngả tím một chút xíu ha. Đây rồi, và một cái màu này nữa là màu bao nhiêu đây, 81 nha các anh chị, 81 thì là nó giống như đỏ đỏ mà nó hơi cam cam á các anh chị, cũng rất là đẹp ha. Rồi và một cái màu nữa, rồi là màu màu này là màu 85, màu này là nó thiên về màu berry ha, là một cái tông màu ấn tượng dành cho những cái chị nào mà mình thích trang điểm ấn tượng nè đó. Còn nếu mà không thì mình có thể pha, mình đánh ở trong lòng môi rất là đẹp luôn nha các anh chị. Thật sự mấy cái màu tím này lên đang là xu hướng nè. Tú sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách mix màu son. Rồi đó là màu 85, rồi cuối cùng là mình có một cái màu nữa. Màu này là bao nhiêu, 81. Rồi màu này là màu 81 các anh chị ha. Ủa cái con hồi nãy màu 84, 81, 85. Rồi đây một cái màu này nữa, nó cũng thiên về cái sắc đỏ đỏ ha. Rồi như vậy thì bốn cái bảng màu mới này ha, đây 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 đây, bốn cái bảng màu mới này thì nó sẽ thiên về những cái tông màu nổi bật hơn. Rồi mình có thể thấy ha, và bây giờ nếu như mà các anh chị muốn thì tôi có thể hướng dẫn cho các anh chị mix. Mình nhớ là trong cái bộ này á, nếu mà chị nào mình không có thích những cái màu đậm như vậy á, thì mình có thể mix những cái cây màu da như thế này. Đây cái màu 68 đợt trước nè, cái màu này là màu bao nhiêu đây, màu 67 chứ tôi nhầm, 67 ha, màu da. Thì mình đánh cái son màu này lên, xong rồi mình mix những cái cây son màu cam với màu đỏ. Bây giờ tôi mix thử cho các anh chị xem ha, để mình biết cái cách phối màu mà nó sẽ đẹp như thế nào. Nếu như mình biết cách là nó sẽ cho ra những cái màu son rất là đẹp, và nên là mình không có sợ nó quá đậm, mình cũng có thể dùng được hết luôn. Đây ví dụ như bây giờ Tú sẽ mix cái màu da này, màu 67 nè các anh chị nhìn nha, đây là màu 67 của mình. Bây giờ Tú sẽ mix với cái màu son đậm nhất hồi nãy đi, cái màu mà mình thấy là nó kiểu màu berry ấy. Màu này là màu 84 rồi, 84. Lấy màu 85 nha, là cái màu đậm nhất. Đây mình thấy màu này đậm đúng không, chờ mình nhìn cho mình nghĩ nó chỗ khó chắc không biết đánh làm sao. Nhưng mà nếu mà mình mix với cái màu da đó xong rồi mình vàng ra, nó sẽ có một cái màu rất là đẹp với các anh chị. Bây giờ là tại vì tôi đang đánh son rồi cho nên không có thử lên môi ấy. Chứ nè mình thấy không, khi mà mình mix lại nó ra một cái màu ha khá là đẹp đúng không ạ. Đó mình có thể đánh thêm nữa, là mình cứ vàng 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 ra như vậy. Thực sự màu đây ạ, không có đậm đâu, trời ơi không biết nhìn sao cho các anh chị thấy nè, mình có thấy được không ạ. Rồi cho nên là đây là bốn cái màu dự đoán nó cũng sẽ gây bão trong thời gian sắp tới cho anh chị ha. Rồi sắp tới tôi sẽ có một cái livestream để hướng dẫn cho các anh chị về cái cách mix màu son. Và dòng son này của mình á, trong tháng 6 này mình sẽ được ưu đãi chỉ với mức giá
159.000 đồng thôi, quá tuyệt vời luôn ạ. 269.000 đồng mà chỉ còn có 159.000 đồng thôi, cho nên là mình hãy nhanh chân sở hữu các anh chị ha. Khi mà mình có đủ bộ sưu tập son xong rồi, Tú sẽ có một cái livestream hướng dẫn cho các anh chị về cách mix màu son như thế nào. Nguyễn Thủy không rõ, ừ tại vì cái camera này nó hơi khó nhìn đó, cho nên thôi em chịu khó ha. Sau này thì chị sẽ trong cái livestream hướng dẫn trang điểm đó, thì mình sẽ dùng cái camera của điện thoại thì cái màu sắc nó sẽ rõ nét hơn một chút xíu. Do hôm nay thì phải trình chiếu slide cho mọi người nên là phải dùng bằng laptop. Pha trong cánh tay hả? Pha trong cánh tay không biết là em có thấy hay không. Ok, để chị thử lại cho em nha. Rồi, bây giờ mọi người có muốn thử son không? Bây giờ sẽ ngồi thử son đúng không? Chỉ sợ là mất thời gian của mọi người thôi, chứ chị thì ok. Rồi, nhưng mà không sao, lâu lâu mình mới có cơ hội để ngồi để mà học bí quyết trang điểm với nhau ha. Đây, để chị thử ở đây nha. Rồi, một màu này. Rồi, màu tím, đây cái màu tím berry đậm 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 đậm. Rồi mọi người có thấy rõ không? Chị mix lại rồi đó ha, cái màu đậm nhất luôn nha, màu tím sau 85. Nhưng mà nhìn lên nó rất là đẹp đúng không ạ? Nếu mà đánh lên trên môi thì nó còn sẽ đẹp nữa. Mà bữa nào livestream bằng điện thoại đi thì chị sẽ đánh lên môi thật sự luôn. Chứ ở đây cái camera này mọi người khó thấy quá. Rồi, rất là đẹp cái dòng này, từ cái chất cho đến cái màu luôn, mọi người thấy không? Dòng son lì nhưng mà nó không có hề bị khô mô, nó rất là mịn. Nãy giờ mọi người thấy chị thử lên tay á ha, là nó rất là mướt luôn, nó đi rất là êm. Đó là cái điểm mà chị thích nhất ở cái dòng sản phẩm này, màu rất là tây, rất là đẹp ha. Nên là cái sản phẩm này là mình có, tại vì son á, mọi người đừng nghĩ là nhiều khi mình chỉ có một hai màu là đủ rồi. Sản phẩm son màu nào chị cũng có, dường như màu hồng này, rồi màu hồng kia nhạt hơn chút xíu, đậm hơn chút xíu, thì nói chung là nó sẽ cho ra những cái màu rất là khác. Cho nên là mình để mình mix và nó sẽ dùng trong những cái gọi là cái xu hướng trang điểm của mình á, những cái phong cách trang điểm của mình nó sẽ cần những cái tông màu khác nhau. Rồi, xuất sắc thì mọi người nhớ mua nha, đây là dòng son không thể bỏ qua ạ. Và một cái sản phẩm rất là đặc biệt từ trước đến nay mình chưa bao giờ có, đó là Novomen gel, hair gel, cái gel dưỡng tóc đó mọi người. Với cái công thức giữ nếp tóc là sẽ giúp cho các anh nam của mình dễ dàng tạo kiểu và cái giữ cái nếp suốt nhiều giờ liền ha, và tạo kiểu tóc như mong muốn. Và hồi đó giờ tôi nghe rất là nhiều từ các anh, đó là mà không chỉ nữ có nhu cầu làm đẹp mà các anh nam cũng rất là muốn làm đẹp, nhưng mà đó giờ không có cái sản phẩm chăm sóc tóc nào đặc biệt dành riêng cho mình hết. Và bây giờ thì may mắn là Oriflame đã đáp lại cái nhu cầu của mình, đó là lần này mình sẽ về cái sản phẩm gel giữ nếp tóc. Với cái công nghệ giữ nếp tóc thì sẽ giúp dễ dàng tạo kiểu và giữ nếp suốt nhiều giờ liền, và đặc biệt là nó không có gây bết dính. Bình thường á, là mình nếu mà cái sản phẩm nào mà nó ẩm quá, và các anh có chia sẻ là nếu mà nó bớt quá thì rất là khó chịu, nhưng mà cái này với cái công thức non stick là nó không có dính rít nha các anh chị, rất là dễ chịu luôn. Tôi thử ra cho mình xem, và trong này có màng Active Pro thì nó sẽ giúp chống lại những cái gốc tự do tác động lên mái tóc ha. Và khi nào mình dùng thì sao, ở đây mình dùng, mình cho ra tay như thế này một lượng, sau đó là mình xoa đều ra ha, sau đó là mình cho lên tóc. Ở đây này mình có thể thấy ha, bây giờ Tú sẽ mùi hương rất là dễ chịu các anh chị ha, mùi đặc trưng của Novomen luôn. Nếu mà ở đây anh nào mình dùng cái sản phẩm của Novomen là mình biết cái mùi hương đặc trưng đó, thì cái dòng này nó cũng sẽ như vậy. Bây giờ Tú tha thử lên cái tay rồi để cho mọi người xem là cái công thức mà không dính rít của nó ha, rất là mình thấy rất là rõ luôn. Ở đây nè, đây mọi người ơi, khi mà mình khoa cái sản phẩm ra ha, và cái sản phẩm nó sẽ khô rất là nhanh nè, nó sẽ tạo một cái khi mình khoa ra này, tôi lấy hơi nhiều, nhưng mà lúc mà mình khoa cái với một cái lượng ít thôi thì nó sẽ nhanh chóng nó khô thoáng ha. Ở đây nè, đợi xíu, nếu mọi người có thấy không, tôi khoa ở đây mà nó khô thoáng rất là nhanh. Và khi mà mình tích vào như thế này là cảm giác giống như là nó không có bị nhờn rít, nó sẽ tạo một cái lớp rất là khô và thoáng cho mình ha, và nó sẽ giữ cái nếp tóc của mình suốt nhiều giờ liền luôn.
Rồi, cho nên là đây một cái sản phẩm mà chắc chắn là hứa hẹn là bùng cháy trong thời gian sắp tới, bởi vì là các anh nam của mình đang rất là trông chờ cái sản phẩm này. À, và đặc biệt thì sản phẩm của mình là sẽ có dung tích bao nhiêu đây ạ? 100ml. À, và mình nên nhớ ha là cái mình cho một lượng vừa đủ ra tay, sau đó thì mình sẽ dùng tay xoa đều rồi mình vuốt lên cái tóc khô hoặc là cái tóc ẩm đó, rồi sau đó mình dùng lược ha để mình tạo kiểu. À, thì các anh nam mình nhớ có bộ lược nha. À, mới tạo được những cái kiểu đẹp được. Tội các anh chị biết là làm tóc nam cũng khó, không phải dễ như nữ đâu. Những cái giống như anh chàng stylist hay là người mẫu mình phải chải sấy kiểu tóc rất là nhiều. À, sản phẩm của mình là chỉ có mức giá là 159.000 đồng và ưu đãi còn có 99.000 đồng thôi các anh chị ơi. Và cái sản phẩm tuyệt vời như thế này thì mình đừng có bỏ qua ha. À, rồi các chị mình nhớ mua về cho ông xã hay là bạn trai của mình xài thử ạ. À, nó không có dính trích ha, và giữ nếp ở trên đây là cái công nghệ của mình, nó là giữ nếp suốt 48 giờ liền nha. Anh không có tóc dùng được không? Rồi, là một cái sản phẩm mà mình cần phải có ha. Và hai cái sản phẩm sau cùng mà tôi muốn chia sẻ đến các anh chị cũng thuộc dòng Feminel luôn, là lúc trước là mình có về cái sản phẩm Nam Việt Quốc với lại hoa văn C dành cho tuổi teen đúng không ạ? Bây giờ mình về thêm hai sản phẩm nữa, đó là nha đam và hoa cẩm quỳ, sẽ làm dịu và mang lại cảm giác tươi mát cho cái vùng tam giác mật nè. Bên cạnh đó thì quả lý chua và hoa sen thì sẽ giúp vào vùng tam giác mật luôn tươi mát mịn màng ha. Một cái sản phẩm thì sẽ làm dịu, còn một cái sản phẩm thì sẽ giúp làm tươi mát các anh chị ha. Hai sản phẩm này đâu rồi, mùi hương rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Cái dòng Femina thì mình biết rồi, và với công thức cân bằng lợi khuẩn và chiết xuất từ vật thị điển thì nó rất dịu nhẹ và rất là cần thiết cho nữ giới trong những ngày hè này ha. Nó cân bằng cái lợi khuẩn và hại khuẩn, mùi hương rất là dễ thương và nhẹ nhàng ạ. Rồi mọi người ơi, và sản phẩm này của mình á, là bởi vì tôi cũng đã chia sẻ nhiều ở trong những cái tháng trước rồi, cho nên cái này mình sẽ không có quay lại mình nói nhiều nữa. Và sản phẩm thì có mức giá là 159.000 đồng. Mọi người cũng biết thì nữ là mình cần phải có một cái sản phẩm chuyên dụng cho cái vùng tam giác mật ha, cho nên là hai cái sản phẩm đây là sản phẩm rất là cần thiết trong mùa hè. Rồi mình có câu hỏi nào về những cái sản phẩm mà nãy giờ tôi chia sẻ không? Bây giờ đã chia sẻ xong rồi, bây giờ là thời gian mình đặt câu hỏi ha. Tất cả những cái sản phẩm mới luôn, mình có thắc mắc gì hoặc là có câu hỏi gì, mình đi mình gặp khách hàng mình không có tự tin để mình chia sẻ thì bây giờ mình có thể hỏi ha, để tôi xin hướng dẫn các anh chị luôn. Rồi, vuốt xong gội đầu là sạch, đúng rồi em, vuốt xong mình chỉ cần gội đầu lại là nó sạch thôi. Nguyễn Hàng Yến, cái nào hợp nhất cho phụ nữ sau sinh là cái nào em hỏi sản phẩm nào. Nếu như mà em hỏi về sản phẩm của Feminel thì thường là phải dựa vào nhu cầu của mình là gì. Ví dụ như là mình cảm thấy là mình bị khô ở những cái vùng tam giác mật nhiều thì mình nên sử dụng những cái sản phẩm như là bổ sung ẩm nhiều nè. Đó ha. Còn nếu như mình cảm thấy là cái vùng đó mình hay đổ mồ hôi khó chịu, mình cần phải làm sạch nhiều thì mình dùng những cái dòng như là Refaxin, là quả lý chua và hoa sen nè. Đó. Còn mình giống như cái vùng đó của mình rất là khó chịu và nó dễ bị kích ứng, mình cảm thấy nó nhạy cảm thì mình có thể dùng những cái dòng làm dịu xuất thiên như là aloe vera và marshmallow ha. Đó, thì nếu mà khô thì mình cũng có thể dùng này, nó sẽ cung cấp ẩm và dưỡng chất nhiều hơn. À, chị ơi, thay ẩm dung dịch vệ sinh để lộn hai chai với hai thông tin khác nhau. À, chị để nhầm hai chai ha, thì cái đây là màu xanh lá cây này là nha đam và hoa cẩm quỳ, còn cái màu xanh dương này là hoa sen và quả lý chua ha. Vuốt tóc bên mình thì ok rồi, cái sản phẩm bên ngoài hay bị bẩn. À, sản phẩm dung dịch vệ sinh vừa mới chia sẻ thì như hồi nãy chị có nói với em rồi ha, tùy vào cái nhu cầu cái vùng da của mình là nó sẽ thuộc loại nào, cần cung cấp ẩm, bị khô hay là cần làm sạch nhiều hơn thì mình sẽ chọn ha. Sữa rửa mặt đủ dùng cho học sinh cấp 3 được, khoảng chừng 15-16 tuổi là mình dùng được nha Mai Phương Lê. Rồi, mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Để tôi xem lại ha, tại vì nãy giờ là lo chia sẻ sản phẩm cho nên là không có xem kịp mấy câu hỏi của mấy anh chị. Treo vuốt tóc này mềm nha, nhưng mà nó sẽ giữ nếp tóc rất là lâu.
và nó không có dính rít ha lên, tức là nó không có bị bẹp nhẹp nhẹp thì mình rất là khó chịu. Rồi để tôi xem còn câu hỏi nào nữa không nha. Nguyễn Thị Cúc, những dòng sản phẩm sử dụng cho bà bầu sau khi sinh cụ thể là dòng sản phẩm gì em, dưỡng da hay là wellness hay là cái gì? Rồi The One màu đẹp, đúng rồi, chắc chắn là The One màu đẹp ha. Rồi nếu mà mình có câu hỏi nào thì mình để lại comment giùm Tú nha các anh chị. Bây giờ là có thời gian để xem comment của các anh chị rồi. Nơi sản xuất hồi nãy giờ là sau khi chia sẻ sản phẩm là đều có nói về nơi sản xuất. Ở đây sản phẩm Feminine thì sản xuất tại Thụy Điển. Hai cái sản phẩm này của mình là xuất xứ Thụy Điển nha các anh chị. Còn nước hoa thì nãy giờ cũng đã nói rồi ha. Bây giờ cái sản phẩm gel tạo kiểu tóc này là đến từ đâu đây? Cái này xuất xứ Ba Lan nha. Rồi son của mình đây. Son dưỡng của mình thì là Made in Russia. Cái này là sản xuất tại Nga. Ba cái sản phẩm son dưỡng của mình ha. Rồi và cái chì, chì của mình là cái này là Made in China các anh chị ha. Rồi son, cái này là sản xuất tại Nga luôn nha, son The One. Dưỡng da dầu gội. Rồi rồi hồi nãy thì nước hoa hồi nãy có nói là sản xuất xứ tại Ba Lan, có cái chai Be The Wild Legend thì là sản xuất tại Thụy Điển nè. Kem dưỡng của mình ha, cái dòng Babaya Essential Babaya thì sản xuất tại Ba Lan luôn nha mọi người. Hôm nào là một gợi ý về cách mix màu son của The One đúng không? Thực sự chị rất là thích những cái dòng son của The One, là tại vì cái chất của nó vừa lì thì là xu hướng này, nhưng mà nó không có quá khô và những cái màu của nó rất là đẹp, rất là tây luôn. Đang là cái xu hướng hiện nay. Và nếu mà mình mix lại hôm bữa trước là trên livestream mà chị cũng đã hướng dẫn mọi người rồi, tuy là mình dùng hơi nhiều màu, mix nó hơi mất thời gian, nhưng mà thực sự thì nó rất là đẹp. Bởi vì mình phải mix như vậy nó mới ra được một cái màu ưng ý. Còn nếu mà mình đánh một màu không thì cũng ok, nhưng mà nó sẽ không có đẹp như mình muốn ha. Ok, thì bữa nào chị sẽ hướng dẫn hơn mix các dòng son color stylist này với nhau nha. Sữa rửa mặt đu đủ cho nam xài được nha em. Tức là như vậy, những cái sản phẩm dưỡng da mình vẫn xài cho nam cho nữ được hết, nhưng mà nếu mà mình dùng những cái dòng mà chuyên dụng cho nam thì nó sẽ hợp với cái, nó được thiết kế cho cái cấu trúc da nam thì nó sẽ thích hợp hơn. Còn nếu mà mình dùng những cái dòng cho nữ thì nó cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà dùng cho nam thì là kiểu nó sẽ hiệu quả hơn vậy thôi. Những cái dòng dành cho mẹ bầu sau sinh thì thật ra do nhu cầu của mình là gì. Ví dụ như mình muốn chăm sóc da khô thì mình chọn cái dòng sản phẩm dưỡng da dành cho da khô. Dành cho cái vùng tam giác mật cũng vậy, mình muốn là điều tiết nhờn hay là làm dịu hay như thế nào thôi. Tại vì người ta không có thiết kế một cái dòng sản phẩm riêng nào dành cho bà bầu hết, cho nên là tùy vào cái nhu cầu sau khi sinh thì cái cơ thể của mình nó cũng giống như bình thường thôi. Nó quá khô hay quá nhờn thì tùy cái đó mình sẽ chọn sản phẩm. Tại vì những cái sản phẩm của mình là kiểm tra da liễu trên những người khỏe mạnh và bình thường, chứ mình không có kiểm tra da liễu trên những cái bà bầu sau khi sinh ha. Cho nên là nhu cầu của em là gì thì em cứ chọn cái dòng sản phẩm mà theo cái tính năng của nó thôi. Gel kia vuốt tóc nữ thì dùng được luôn nha em. Mình dùng bình thường hết. Nói chung mình có nhu cầu, ví dụ như là tóc mình uống là mình muốn là nó giữ nếp hay gì đó thì mình dùng, như nãy chị đã nói rồi, cho nam cho nữ thì thật ra thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà cái nó được thiết kế chuyên dụng thì nếu mà mình dùng đúng loại và thích hợp dành cho cái đó thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn thôi. Rồi mình có câu hỏi gì nữa không ạ?
Về cái cấu trúc da nam nữ hồi trước là chị có hướng dẫn livestream chia sẻ một lần rồi ha, cho nên là nếu mà dùng đúng cái dòng sản phẩm đó thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn, hiệu quả hơn. Rồi nếu như mà mình không có câu hỏi gì nữa thì Tú chúc cho các anh chị sẽ có một việc kinh doanh thật là thành công với những cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời này. Và như Tú có nói ngay từ đầu livestream rồi thì sản phẩm trong tháng 6 rất là hấp dẫn, và mình nhìn thấy sản phẩm nào mình cũng muốn mua hết. Cho nên là các anh chị hãy tự tin mà mang những sản phẩm này đến cho khách hàng của mình ha. Và chúc các anh chị có một việc kinh doanh thật là bùng nổ với những sản phẩm tuyệt vời này ạ. Rất cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi livestream tiếp theo ạ.